Vô. Thì như mọi người thấy, chúng ta có một con phay sao trứng ở đây. À, phay sao trứng luôn. Rất mạnh. Nhưng mà bạn viewer muốn chúng ta gọi là tăng nâng cấp cho con phay sao này xíu, tại vì sau khi mình check thì đồ tuy là cái này nó mạnh nè. Cái này của con phay sao rất mạnh nè. Với lại cái nhưng mà những đồ còn lại thì mình thấy có thể nâng cấp được ha. Có thể nâng cấp được khá, cho nên là yeah. Đấy, mọi người có thể thấy ha, nó chưa có quá là ổn. Đó, cho nên là thử trong video này chúng ta dùng 2000 nhựa trở lên có build được một con phay sao tốt hơn hay không ha. Và cùng lúc đó thì chúng ta cũng đang farm set tấn công mà, cho nên là chúng ta có thể tiện farm một set tấn công gì đó, tốc độ tấn công nó khỏe hơn cho con Robin cũng được. Hay như mọi người thấy thì con Robin này nó vẫn chưa ổn lắm ha. Yeah. Đi kiếm được một đồ nào set tấn công nó ổn hơn cho Robin thì sẽ tốt. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu video nha. Nhưng mà trước khi vào video, nếu mà mọi người thích những content của mình thì mọi người cho mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ bọn mình. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nhé. Rồi, bây giờ chúng ta vào video thôi. Ok. Đúng dòng chính là mà sai dòng phụ à. Đúng dòng chính mà sai dòng phụ. Tôi giữ thử đi. Ờ sao tôi có farm đóm đâu. Cái này con đóm mạnh đi. Quá thì quá, nhưng mà cái này không phải cho phay sao. Thằng bảo. Ê, đúng đồ này. Đúng đồ này, hợp lý. Nếu mà không tệ quá thì chắc chúng ta giữ cái này cũng được ha. Cái này cũng giữ được cho đóm. Ok, có đồ giữ ơi. Lạy chúa, đồ đầu tiên giữ được này, trời ơi. Giữ luôn này. Ok, cái này giữ đỡ hơn rồi này. Ok, có đồ. Ok, giữ được này, nhưng mà không cần lắm hả? Cái này là tại sao này? Rồi, qua farm bị diện rồi mọi người. Các thương vật lý này. Các thương nguyên tố phòng tới bộ phít. Giữ. Giữ này. Á mày đổi một vòng mà được rồi. Aven full đồ luôn à. Thì đây sát thương phong này, sát thương nguyên tố phong đây. Ok. Wow, ratio mạnh thiệt. Ok, bây giờ chúng ta nâng đồ nào. Hay da, giờ tách được khá là nhiều rồi, mọi người tin không? Tách được nhiều. 1000 mốc. Không, con mẹ. À, rồi, có nhiêu đồ nâng nè. Rồi. Cũng giữ được vài cái ha. Cũng giữ được vài cái ha. Nhưng mà cái cầu là không có cái nào có đúng một cái cho phay sao rồi đó. Rồi chúng ta coi mấy cái đống dày nữa coi. Đồ này trước ha, set này trước đi ha. Cái này thì tôi không nghĩ ngon hơn cho. Hả? Để vô sát thương bạo xong nó vô. Vô hai lần phòng ngự, lần tí lệ bạo cây, lần mỗi lần cái thứ thì cây hết nhỉ. Phòng ngự này.
nhà phụ nữ luôn không? Ê, Eto, Ero, Ero, Ero. Bye bye. Mọi người à, bạn như mọi người đã thấy là con phay sao của Minh, bạn Minh rất là cốt pin. Mọi người được thì cho tôi một like, một subscribe và ủng hộ Wibu Game dưới phần mô tả để mà cho bạn Minh có được đồ ngon nè. Nhá 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 mọi người, xin mọi người đấy. What? Nhưng mà so với cái hiện tại của Face Sao thì nó vẫn ngon cực kỳ, so là ngon hơn ấy. Nó vẫn có thêm tỷ lệ bạo ha. Cái cũng không tính nổi tệ mà chúng ta có thể, nếu mà có thêm tỷ lệ bạo thì chúng ta đổi được thành cái sát thương bạo sâu. Cái nó bộ phòng ngự thì cho nên nó sẽ không vô phòng ngự được khác nha. À bây giờ tốc độ à. Ok thôi. Thử vận may xíu đi. Tốc độ được. Sát thương bạo được. Phòng ngự thì ok. Lần sát thương bạo nữa không? À Thanos. Nó Thanos. Tốc độ này giữ tạm coi như thế nào ha. Ok. Thì sao? Không biết nói gì luôn. Không biết nói gì. Giữ tạm. Đi lại bạo. Sát thương bạo cũng được. Not bad. Ấy chà chà, cái gì đây? Cái gì đây? Ấy chà chà. Hợp lý thế nhờ. Tôi giận. Tấn công flash này. Lần nữa không có tốc độ dùng nha. Thử dùng cái này đi. Mà có phay sao không? Để phay sao hiện tại đang cầm cái này cơ. Thì chúng ta vẫn cần một cái áo áo sát thương bạo. Ok được. Tốc độ lần nữa đi. À nó cái này Thanos thì chịu. Mà cái này sao? Này để coi cái này vô như thế nào. Chúng ta cũng đang cần một cái sát thương bạo. Để coi cái này vô như thế nào ha. À, cái này không phải. Thôi, cái này tệ hơn cái kia đó. Ví dụ. Ok, để chúng ta tới dày ngon rồi, để coi cái này có gì ngon không nè. Mà tháng kháng hiệu ứng thì dùng ha, kháng hiệu ứng thôi. Được rồi. Rồi, chúng ta chỉ có đúng một cái cầu phong. Chịu rồi, giấy chịu rồi, biết nói gì giờ. Nâng này lên luôn đi để coi nó cái như tôi dự tính không mà tôi nghĩ nó như tôi dự tính đó nè, nó double crit nó full hết này. Nó mạnh ghê không? Mạnh ghê chưa? Đó, thấy không? Đó. Hào phòng ngự. Nè, thêm lần nữa vô tỷ lệ bạo à. Hào nó vô tấn công mà. Tấn công vậy thôi. Hiểu. Rồi giờ cái này có vô thêm lần tỷ lệ bạo không? Giờ này vô lần tỷ lệ bạo không? Không, nó vô HP dùng nhé. Hên, không phải nâng cái này. Sau khi farm chưa có trap đồ á, thì con phay sao chúng ta lên được một xíu. Cái này nó mạnh quá thì không thay đổi được ha. Nhưng mà cái tay này chúng ta có một cái mạnh hơn này. Đấy, đẹp trai này. Đó, đẹp trai này. Cái này thì chúng ta đổi thành cái sát thương bạo này. Đó. Còn cái giày thì ổn. Đó, đẹp trai chưa? Đó, đẹp. Rồi. Sát thương bạo ổn rồi, nhưng mà tỷ lệ bạo thì bây giờ hơi thấp rồi. Tỷ lệ bạo thấp rồi. Đấy, chưa nâng, nhưng mà chúng ta được cộng 5.3. Là chúng ta phải trừ 5.3, gọi là cộng thêm 5.3 vô đây ha. Okay, giờ chúng ta giờ lo cái vị diện này. Giờ chúng ta phải lo cái vị diện với cái này. Chúng ta phải lo vị diện với cái này. Để coi. Đâu.
Thì thật ra giờ chúng ta chỉ cần lo vị diện với lại thiệt á. Cái này ổn rồi này. Cái xét thương mạo để coi. Và cái giày thì tôi nghĩ là chắc là không cần nâng nữa đâu. Cái giày không cần nâng nữa đâu, nhưng mà để coi thử hai cái này có cái gì ngon hơn không ha. Rồi cái này thì chúng ta có bốn thứ cần nâng nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu tráp nè. Tay tráp thử 5 cái coi cái này double crit không. À không, thực ra tay nó có double crit sẵn rồi, nên là chắc là nghĩ là không nên tráp cái tay nhỉ. Ừ, không nên tráp tay. Tráp 5 cái này đi. Không này. Không này, tấn công. Không này. Ủa cái này nữa à? Không này, không luôn này, chữ này, không này. Ok, rồi một cái cầu thì chúng ta định hướng ghép các thương nguyên tố phong. Rồi nào, một crit là được, một dòng crit là được rồi, không cần nhiều, một dòng crit thôi. Không, một dòng thôi, làm ơn. hai dòng cũng được. Ok, được một dòng rồi, mừng quá. Chưa có gì gì mình nâng lên 4 cái ha. Đặt B này, nhưng mà vẫn giữ, tại vì tỷ lệ chúng ta đang cần cái tỷ lệ này. Thì sao? Chính xác hiệu ứng nè. Ai da, cho cái tỷ lệ đi, để đi mà. Đáng hiệu ứng luôn á, hay á. 10 điểm luôn á chứ. Lần nữa không vô dục nhá. Từ dục. Ai da. Mày sao? Nữa nè, cho mày thêm cơ hội nữa nè. Không luôn. Hello mèo. Thì sao, cho lần tỷ lệ bảo ơi, đó, lần nữa. Tát à, không cần, tỷ lệ. Lần tỷ lệ thôi, lần nữa. Trời ơi. Nhưng mà nó vẫn nhiều tỷ lệ hơn cái phay sao đang xài ha. Ừ. Cái này hơi copium luôn á chứ. Rồi. Okay, thật ra chúng ta có cái cầu phong này. Ba đi. Chịu rồi. Okay, nó vô lần sát thương bạo này. Lần sát thương bạo này. Ok. Chịu rồi, hết cứu á. Cái tấn công nó mạnh vậy, cái sát thương phong nó vậy thì chúng ta chỉ còn đúng một cơ hội cho phía sau thôi. Quanh lát chen. Subscribe, like để mà cái này nó full tỷ lệ sát thương. 3 2 1. Oh my god. Cảm ơn gia nhất rất nhiều nhé. Tại hảo phòng ngự nữa đi. Không ai tưởng gì tôi hết. Hảo phòng ngự nữa đi. Tính ra là giảm một xíu tốc, tăng xíu tỷ lệ nó ngon hơn ấy. Rồi, vậy sao 137 tốc là nhiều rồi này. Đó.
Và 58 thì nó vẫn hơi kỳ hơi 58 vẫn hơi thấp quá. 58 vẫn thấp quá, 58 vẫn thấp quá. Nếu mà cộng thêm vết tích nữa vô thì chúng ta có là 63 vẫn thấp, 63 vẫn thấp. Nhưng mà nếu mà đổi đồ sang có nhiều tỷ lệ bạo hơn thì anh nghĩ mình nghĩ sẽ ổn hơn ha. Hợp lý. Vậy cũng được, hay là cũng được. Yes, ngon rồi. Cũng ngon. Cũng đỡ hơn là con bay sao lúc đầu rồi đó. Giờ thì giờ nếu mà áp tỷ lệ thì nó lại hơi thấp quá ha. Nó thì cả tỷ lệ thì nó hơi thấp. Nhưng mà vậy vẫn ổn hơn rồi đó. Nếu mà build hoàn hảo thì con phê sao nó sẽ tầm lên được nếu mà xong cái vết tích này thì con phê sao lên 63. Nếu mà gọi là cái này nó này thì hoàn hảo ra, cái này hơi khó. Nhưng mà cái này với lại cái này mà nó đổi thêm được xíu tỷ lệ bạo cộng với cái này nó thêm tỷ lệ bạo thì anh nghĩ sẽ ổn ha. Thêm cái này nữa, nhiều đồ nó thiếu tỷ lệ bạo quá. Hiện tại nhiều đồ thiếu tỷ lệ bạo quá cho nên là chơi không được. nếu mà đồ nó ít tỷ lệ bạo, gọi là nhiều tỷ lệ bạo hơn thì 70 mấy mấy lên 80 thì hoàn toàn ổn nha. Nhưng cơ bản là chắc hôm nay con phải sao thì cũng ổn rồi, kì cũng khá là ổn, cũng khá là ổn. Và Robin chưa có đồ, Robin vẫn chưa có đồ, do là cho chúng ta phải lo farm phải sao quá và cho nên là mấy cái đồ kia chưa có luôn. Hay da, ok mà để coi cái này lên được cộng tấn. Sao cái này nó một crit vậy? Chịu á. Mai mốt cái này thay cho Robin được này. Nếu mà mai mốt chúng ta kiếm được một cái tỷ lệ bạo ngon, có tỷ lệ bạo sát thương bạo được ngon á thì chúng ta thay cái này cho Robin được thì khá là mạnh ha. Đó, nhưng mà giờ tạm thời vậy đi ha. Hết video rồi. Nếu mà mọi người thích cái content kiểu này thì mọi người cho mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ mình thêm những cái video như thế này nữa ha. Ủng hộ Weibo Game dưới phần mô tả của video. Và hẹn gặp lại mọi người vào video farm thánh di vật hay là di vật lần sau. Bye bye.